Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 3141 Các loại thanh âm như những làn sóng muốn bao phủ lấy đám người Đường Tuấn ở bên trong. Đỗ Tu Tư thấy thế, không khỏi lắc lắc đầu, không ngờ tới vị đệ nhất trái đất trước đây này lại không được chào đón đến như thế. Đám người hoa tiểu niếp phẫn uất không thôi, những người này thật sự quá đáng giận. Lúc này tiền điền Khánh Chi cũng ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn Đường Tuấn một cái, một lát sau bèn cho Đường Tuấn một cái đánh giá ở trong lòng. Tu vi đỉnh phong của động hư cảnh, có thể tiếp được một chiêu của ông ta xem như đã không tệ rồi. Đỗ Tu Tư nói với Tiền Điền Khánh Chi, "Ngài Tiền Điền, để tôi ra tay trước đi. Nếu như tôi đã có thể dễ dàng đánh bại anh ta, vậy thì không cần làm phiền ngài phải ra tay nữa." Tiền Điền Khánh Chi gật gật đầu, trầm giọng nói, "Tôi muốn đưa đầu của cậu ta về nước." Đỗ Tu Tư nhếch miệng cười, nói, "Không thành vấn đề." Đang lúc đỗ tu tư chuẩn bị ra tay, một thanh âm trầm thấp bỗng nhiên vang lên, nếu như đã là tỉ thí, sao lại không có trọng tài chứ? Vừa dứt lời, ở phía xa nơi chân trời bỗng nhiên xuất hiện một đám người. Tam Đại Thánh Địa Thiên Đình, Giao Trì và Tu Di Cung. Người của Tam Đại Thánh Địa đồng thời ra mặt, đây là chuyện lớn rồi đó. Đâu chỉ là xảy ra chuyện lớn, mấy người nhìn kỹ một chút, phía trước ba người kia, nếu như tôi không nhìn lầm mà nói, Hẳn là chính là thiên đế của Thiên Đình, thánh mẫu của giao trì và lão Phật của Tu Di Cung. Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn. Mọi người ngưng thần nhìn lại, ngay tức khắc cảm thấy khiếp sợ. Lại thêm ba vị cường giả vô địch cấp số, Thiên đế, thánh mẫu và lão Phật có thể nói là ba người mạnh nhất trong giới tu hành Hoa Hạ hiện tại. Ba người cùng lúc xuất hiện, chẳng lẽ là muốn mở ra chiến cuộc sao? trên khuôn mặt của thiên đế được bao phủ bởi một tầng ánh sáng nhàn nhạt, nhạt không thể nhìn ra dung mạo cụ thể ông ta nhìn về phía tiền điền khánh chi nói tiền điền ta đứng đây xem các người chiến đấu áp trận cho các người không có vấn đề gì chứ lúc này tiền điền khánh chi cũng không có cách nào tiếp tục ngồi yên một chỗ nữa ông ta chậm rãi đứng lên vẻ mặt trịnh trọng mà nhìn ba người đỗ tu tư mãi sau này mới đột phá thành cường giả vô địch thực lực có tranh lệch quá lớn so với ông ta cho nên ông ta có thể làm lơ nhưng tu vi của ba người thiên đế, thánh mẫu và lão phật cũng không hơn kém bao nhiêu so với ông ta, cũng đủ khiến cho ông ta phải coi trọng. giờ khắc này, tiền điền cũng có chút thương hại với đường tuấn. người sáng suốt nước mắt một cái là có thể nhìn ra, đây có phải là áp trận gì đâu chứ, vốn dĩ chính là phòng ngừa đường tuấn chạy trốn. năm vị cường giả vô địch cấp số đồng thời ra ngựa, trừ phi là thần quân, nếu không hôm nay đường tuấn phải chết là điều không thể nghi ngờ gì nữa. Thiên đế nhìn về phía Đường Tuấn, thanh âm tràn ngập uy nghiêm, cậu rất lớn gan, lại dám chấn áp thần tử, còn dám uy hiếp bọn ta. Thánh mẫu lạnh lùng nói, con kiến cái sâu trần tục mà thôi, vậy mà lại dám phản kháng lại ý chỉ thánh địa. Nếu như không phải chúng ta nhân từ, cậu và những người phía sau cậu đã sớm chết rồi. Đối mặt với sát ý lạnh băng của hai người, vẻ mặt của Đường Tuấn rét lạnh, không chút khách khí mà đáp lại, nếu như bọn họ đã chết Vậy hôm nay tôi đã lấy máu của các người tế sống rồi. Chương 3142. Cuồng vọng, lớn mật. Phía sau ba người thiên đế, đám người của Tam Đại Thánh Địa đồng loạt nổi giận mà nói. Thiên đế vẫy vẫy tay, áp thanh âm của mọi người xuống, hài hước mà nhìn Đường Tuấn, nói, khẩu khí không nhỏ, hy vọng một lát nữa cậu cũng đừng xin tha. Sau khi đám người thiên đế xuất hiện, trong lòng Đỗ Tu Tư mãnh liệt nhảy lên, tên nhóc này quả thực là nhân thần đều hận mà. Vậy mà lại dẫn ra nhiều cao thủ đến như vậy. Bắt đầu đi, Thiên Đế thấp giọng nói. Đỗ Tu Tư vội vàng thu hồi tâm thần, cây gậy ngắn hình rắn trong tay nở rộ ra những ánh sáng cực kỳ chói mắt. Ánh sáng kích động, hóa thành ba con xà lớn ánh sáng phóng về phía Đường Tuấn mà cắn xé. Đỗ Tu Tư thật đúng là cẩn thận, đối mặt với một kẻ đỉnh phong của động hư cảnh mà thôi, vậy mà còn muốn thử trước một chút. Chuyện này cũng không thể trách được anh ta dù sao thì anh ta cũng chỉ mới trở thành cường giả vô địch cấp số không bao lâu, chưa đủ kinh nghiệm. Nếu như là đám người thiên đế, e là chỉ một kích là đã có thể quyết định thắng bại. Đám người tam đại thánh địa nhìn thấy cảnh tượng này, đều thấp giọng mà nghị luận. Ở dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, đường Tuấn vọt qua đó, một quyền đánh nát ba con đại xả ánh sáng, thanh âm lạnh băng, nói chỉ có chút thực lực như thế thôi sao, tôi không có thời gian chơi đùa với anh đâu. Ánh mắt đỗ tu tư vừa động, nghe được lời này, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi, nói thực lực không tồi, nhưng trung quy chỉ là đỉnh phong của động ngư cảnh mà thôi, tôi sẽ khiến cho cậu hiểu ra cái gì gọi là tranh lệch cấp bậc. Khi nói chuyện, Đường Tuấn đánh một quyền lên trên người Đỗ Tu Tư. Dầm, Đỗ Tu Tư tản ra, chỉ còn lại tàn ảnh. Ha ha ha, ở bốn phía xung quanh Đường Tuấn, xuất hiện vô số gương mặt của Đỗ Tu Tư, những gương mặt đó giống nhau như đúc, đồng thời nói đã nhìn thấy tranh lệch giữa chúng ta chưa ngay cả việc tôi ở nơi nào cậu cũng không nhìn thấy đỗ tu tư là truyền lệnh quan tốc độ vốn là số một có lẽ sức chiến đấu của anh ta so với các cường giả vô địch cấp số khác còn có một ít không bằng nhưng tốc độ tuyệt đối đạt tới tiêu chuẩn bất khả chiến bại tinh thần lực của đường tuấn phun ra trong nháy mắt nắm chặt bản thể của đỗ tu tư đỗ tu tư thất bại và thua rất đột ngột thân con rắn vàng bị chia làm hai, không ngừng run rẩy, phát ra tiếng ong ong. Đó là khí linh ẩn giấu trong trượng ngắn đang kêu rên. Trong tay Đỗ Tu Tư cầm hai đoạn đoạn trượng, ánh mắt không ngừng run rẩy, trên mặt tràn đầy biểu cảm không dám tin. Chương 3143. Vừa rồi anh ta chỉ nhìn thấy thân hình Đường Tuấn lướt qua, rồi khóa chặt vào cơ thể của anh ta, anh ta chỉ có thể dùng bàn và đoạn trượng ngăn cản. Đoạn trượng đích thực ngăn cản Đường Tuấn được một lát, nhưng cũng bị lường sức mạnh kia chặt đứt. Mà bản thân anh ta cũng bị thương không nhẹ. Sự chấn động trong lòng là khủng khiếp. Anh ta là một cường giả vô địch cấp số dĩ nhiên lại bại bởi một đỉnh phong của động hư cảnh. Không thể nào. Đỗ Tu Tư vẫn còn lẩm bẩm và anh ta không muốn tin vào thực tế này. Không chỉ có anh ta, người của tiền điền, người của tam đại thánh địa, còn có quần chúng vây xem càng là hóa đá tại chỗ lấy đỉnh phong của động hư cảnh đánh bại cường giả vô địch cấp số, loại chiến tích này ở địa cầu vẫn là lần đầu tiên. Vậy sau này cường giả vô địch cấp số còn có thể xưng là vô địch sao? Trong đầu mọi người không khỏi toát ra một ý niệm như vậy. Vương tử Terry đứng trên du thuyền, chiếc cốc cao trong tay rơi xuống đất từ khi nào? Phóng viên ở một bên không khỏi nhìn thoáng qua vương tử Terry, đó chính là 50 cân bay đi, vương tử Terry cao rộng như vậy, khiến cho toàn cầu đều biết, Hiện tại muốn chơi xấu cũng không có biện pháp. Không có gì là không thể, anh quá yếu." Đường Tuấn cười lạnh. Tuy rằng Đỗ Tu Tư cũng ngừng luyện ấn ký sinh mệnh, là cường giả vô địch cấp số, nhưng so với Hứa Vô Sơn quanh năm chinh chiến sát phạt, vẫn kém rất nhiều, chứ đừng nói là Đường Tuấn bây giờ. Hai chữ vô địch, cùng lắm cũng chỉ là một trò đùa. Đỗ Tu Tư nghe vậy, xấu hổ và tức giận. Anh ta Đường Đường là một trong 12 chủ thần phương Tây, lại bị một cái động hư cảnh xem thường. Nhưng lúc này, anh ta hết lần này tới lần khác không cách nào biện giải, bởi vì sự thật ở ngay trước mắt. Đủ rồi. Tiền Điền Khánh chỉ giận giữ quát một tiếng, thân hình ngang nhiên đứng thẳng, làm cho người ta có một loại cảm giác bộc lộ tài năng, giống như một thanh thần kiếm sắp xuất ra khỏi vỏ tuyệt thế. Đỗ Tu Tư vừa mới bước vào lĩnh vực vô địch cấp số này còn chưa bao lâu, nội tình không đủ, đánh bại anh ta thì tính là cái gì? nếu như không phải anh ta khinh địch, thì anh chưa chắc có thể thắng được dễ dàng như vậy. Nếu anh dám bởi vậy mà khinh thường bước chân vào lĩnh vực này của cường giả, thì tôi đến dạy anh làm người, để cho anh hiểu được cái gì gọi là vô địch. Giọng nói của tiền điền mang theo sức mạnh làm phấn chấn lòng người, làm cho tất cả mọi người ở trong trạng thái ngốc trệ đều phản ứng lại. Đúng vậy, thực lực của một mình đỗ tu tư không thể đại biểu cho tất cả cường giả vô địch cấp số. Tiền điền Khánh Chi mới là cao thủ thực sự, chương 3144. Vương tử Terry nghe vậy, sắc mặt trắng bệch khôi phục vài phần. Đỗ tu tư thua, ván cược của anh ta đã thua một nửa, nếu như tiền điền cũng thua, vậy anh ta sẽ phải đối mặt với hậu quả không dám tưởng tượng nổi. Đến lúc đó chỉ sợ người trong nước cũng sẽ không nhận vị vương tử điện hạ này. Tiền điền các hạ vô địch. Tiền điền các hạ dạy anh ta làm người. Vương tử Terry vung cánh tay hô lên, mọi người vây xem khác cũng bị cảm hóa, cũng hô theo, trong lúc nhất thời âm thanh hình thành một luồng sóng chiều, gần như muốn bao phủ đường Tuấn. Trong số những người hồ không thiếu một ít người hoa hạ, thậm chí lời nói của bọn họ càng thêm bén nhọn, người vong ân phụ nghĩa lại còn dám ở chỗ này cãi nhau, sao anh ta không đi chết chứ? Chúng ta không cần thiên nhân vô đạo đức như anh. Trả địch tiểu công ra lại cho chúng tôi. Loại người như anh, chết sớm một chút là được rồi, tốt nhất là người thân bạn bè của anh cũng đi theo cùng chết đi, miễn gây tai họa cho người khác. Tiền điền nghe được những lời này, trong mắt đều lộ ra ý cười, nói, nghe không, bọn họ hy vọng anh thất bại, hy vọng anh đi chết, không có ai ủng hộ anh cả. Lúc này, Đường Tuấn cũng không khỏi có chút tức giận. Anh có thể chịu đựng được rất nhiều chuyện, nhưng tuyệt đối không cho phép người thân và bạn bè bên cạnh mình bị mắng chửi cùng xúc phạm như này. Trong lòng anh dần dần lạnh như băng, một luồng sát ý lạnh lẽo từ trên người anh tỏa ra. Tiền miền Khánh Chi vốn còn mang theo nụ cười nhàn nhạt, nhạt, anh ta đối với thực lực của Đường Tuấn cũng có chút kiêng kỵ, muốn mượn những lời ngu dân này từ từ dao động phòng tuyến tâm lý của Đường Tuấn, từ đó đánh ra một chiêu tất sát. Nhưng đúng lúc này, anh ta cảm giác được một luồng sát ý đáng sợ, so với kiếm ý của anh ta còn sắc bén hơn. Nếu như muốn so sánh hai người, thì kiếm ý của anh ta chỉ có thể xem như đồi núi nhỏ, mà luồng sát ý này là đỉnh núi vạn mét, không thể nào so sánh được. Là ai? trong lòng Tiền Điền Khánh Chi chấn động, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoàng. Dưới luồng sát ý này, anh ta cảm giác mình giống như một chiếc thuyền nhỏ trong cơn bão, tùy thời có thể lật úp. Nhưng trong lúc nhất thời anh ta lại không tìm được khởi nguồn sát ý. Đầu tiên anh ta nhìn về phía ba trưởng khống giả của Tam Đại Thánh Địa, nhưng anh ta cũng thấy ba người kia giống như anh ta, cũng lộ ra biểu cảm kinh sợ. Ngay sau đó, Tiền Điền Khánh Chi bỗng nhiên ý thức được cái gì, anh ta nhìn về phía Đường Tuấn. Làm sao có thể? Làm sao anh ta có thể bộc phát ra loại sát ý này? Tiền Điền Khánh Chi khó hiểu, sát ý vô hình, nhưng cùng thực lực của chủ nhân có liên quan mật thiết. chương 3145 Bây giờ tiền Điền Khánh Chi là cường giả vô địch cấp số, bộc phát ra sát ý hoặc kiếm ý có thể dễ dàng tiêu diệt người tu hành sơ kỳ của động hư cảnh, nhưng đối phó với người tu hành cảnh giới cao hơn thu được rất ít hiệu quả. Mà sát ý đường tuấn bộc phát ra ngay cả anh ta cũng kinh hãi không thôi, một chút cũng không giống đỉnh phong của động hư cảnh phóng thích ra. Những quần chúng vây xem vốn còn đang chửi rủa không ngừng, lúc này đều dồn dập câm miệng, bọn họ có chút tu vi tương đối thấp, cả người bắt đầu run rẩy, hoàn toàn không thể tự khống chế. Trong thiên địa trở nên một yên tĩnh. Là anh chọc giận tôi. Đường Tuấn nhìn về phía trước. Trong lòng tiền điền sợ hãi, nhưng anh ta thật sự không nghĩ không ra đường Tuấn bộc phát loại sát ý này như thế nào, cuối cùng trong đầu anh ta hiện lên hai chữ quỷ thuật. Đúng vậy, tất nhiên là dựa vào quỷ thuật, Đường Tuấn mới có thể bộc phát ra loại sát ý này. Tiền biên tin tưởng mạnh mẽ vào suy đoán của mình. Ha ha, chọc giận anh thì sao chứ? Tiến điền mạnh mẽ đè nén sợ hãi trong lòng, lạnh lùng nhìn nhau. Đường Tuấn không nói gì, anh chậm rãi giơ tay lên, sau đó một chỉ điểm ra. Khoảng cách giữa hai người cách nhau mấy trăm mét, đang lúc này một ánh sáng trắng trói mắt từ trong tay đường tuấn bắn ra tất cả đều im lặng trong ánh mắt kinh sợ muốn chết của tiền điền trong nháy mắt ánh sáng trắng kia xuyên qua ngực của anh ta tiếp theo hạt năng lượng tàn phá bừa bãi giết chết tất cả khả năng sống của anh ta ánh sáng trắng tản đi đường tuấn vẫn ngạo nghễ đứng trên không trung nhưng hào quang trong mắt tiền điền dần tiêu tán trên mặt tràn đầy vẻ không cam lòng cùng hối hận cuối cùng tiền điền cũng không cách nào chống đỡ thân thể của mình, phốc một tiếng rơi vào trong đại dương phía dưới, máu tươi trên mặt biển màu xanh lam dần dần khuếch tán ra. Không biết bao lâu sau, sự yên tĩnh trong sân bị một tiếng khóc phá vỡ. Tiếng khóc đến từ một nữ tu hành, cô ta trông khá đẹp, xung quanh bên cạnh có một nhóm con trai theo đuổi. Trong số những người vừa mới chỉ trích Đường Tuấn, cô ta thuộc về một trong những người chỉ trích tàn nhẫn nhất, mắng người thân bạn bè của Đường Tuấn, cô ta cũng là người đứng đầu. Nhưng giờ phút này, cô ta lại là người đầu tiên khóc thành tiếng. Dưới sát ý của Đường Tuấn bao phủ, cô ta cảm giác được nỗi sợ chết chóc, giống như một đứa trẻ ngây thơ bật khóc giống lên. Tất cả mọi người đều cảm thấy một trận lạnh lẽo. Từ khi Đường Tuấn nổi tiếng đến nay, Đường Tuấn vẫn luôn sắm vai bác sĩ, thần hộ mệnh, cho nên trong tiềm thức mọi người đều quên mất sát thần võ đạo nhuộm máu hoa hạ năm đó. Chương 3146 Tất cả mọi người đều cảm thấy cho dù nói chuyện nặng một chút cũng không sao, dù sao tất cả mọi người đều là người hoa hạ, là đối tượng Đường Tuấn anh muốn bảo vệ. Cho nên bọn họ đều có một chút tâm tư, cố ý làm như không thấy sự thật Đường Tuấn kể, thậm chí là bôi nhọ. Giống như người nữ tu hành này, cô ta là một trong những người ngưỡng mộ Địch Văn. Trong sân có rất nhiều người như cô ta. Tất cả câm miệng cho tôi. Đường Tuấn nhìn nữ tu hành này, giọng nói lạnh như băng. Bàn tay anh nhẹ nhàng chộp một cái, Địch Văn đã bay lên từ trong đám người tướng sĩ phá quân doanh. Giờ phút này trên mặt Địch Văn cũng tràn đầy vẻ sợ hãi, anh ta không ngờ chiến cuộc lại có thể đảo ngược thế này. Các người không phải muốn cho tôi chết, để cho anh ta sống sót sao? Trên mặt Đường Tuấn lộ ra một nụ cười tàn nhẫn. Địch Văn hiểu Đường Tuấn muốn làm cái gì, vội vàng hô lên, "Đường Thiên Nhân, tôi sai rồi." Những chuyện kia đều là tôi làm tôi không nên muốn dính líu đến cô Hoàng Phủ, là tôi bị lợi ích làm mê muội tôi không nên tìm người thay thế anh. Giọng nói địch văn đầy tiếng nức nở, anh ta nói thẳng ra những chuyện mình đã làm. Anh ta thực sự sợ. Đường Tuấn nói, đã trễ rồi. Theo đường Tuấn nhẹ nhàng nắm chặt, cơ thể chắc văn bỗng nhiên nổ tung, hóa thành một đám xương mù đẫm máu đầy trời. Vô số máu, thịt và xương cốt từ trên không trung rơi xuống biển, lần thứ hai nhuộm đỏ một mảnh nhỏ trên mặt biển lần này ngoài tiếng khóc ra còn có thanh âm nôn mửa nhưng cuối cùng không ai dám chỉ trích đường tuấn một câu tôi khuyên nhủ các người thậm chí dùng trận pháp bảo vệ hiệp hội y học cổ truyền chính là không muốn cùng các người xảy ra xung đột nhưng không nghĩ tới các người lại không phân biệt được đúng sai như vậy đường tuấn lạnh lùng nói hiện tại còn ai muốn mắng nữa không tất cả mọi người im lặng đường đường thiên nhân lúc này thiên đế bỗng nhiên mở miệng giọng nói run rẩy trên mặt mang theo vẻ cung kính. Hai người thánh mẫu cùng lão Phật cũng có biểu cảm giống nhau. Giờ phút này ba người run rẩy không thôi, sát ý cùng thực lực mà Đường Tuấn thể hiện vừa rồi hoàn toàn khiến ba người bọn họ sợ hãi. Ba vị trọng tài, các người muốn nói gì? Khóe miệng Đường Tuấn lộ ra nụ cười trêu chọc. Cơ thể thiên đế dùng mình, ngay từ đầu bọn họ đã tự cho mình là trọng tài, nhưng lúc này Đường Tuấn lại gọi bọn họ là trọng tài làm cho bọn họ có loại cảm giác không biết làm thế nào. Sắc mặt Thiên Đế càng thêm cung kính, nói: "Đường Thiên Nhân, nếu tỉ thí lần này đã kết thúc, như vậy chúng ta cũng nên rời đi rồi." Đường Tuấn cười lạnh nói: "Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao?" Chương 3147. Ba người Thiên Đế nghe vậy, trong lòng lập bộp một chút. Ban đầu lần hành động này là vì muốn làm cho giới tu hành kinh sợ, nhưng hiện tại lại cưới hổ khó xuống rồi. Đường Tuấn không mở miệng, bọn họ cũng hoàn toàn không dám rời đi, tiền biền khánh chi chính là vết xe đổ. Đường Tuấn nhìn về phía vương tử Terry đang trợn mắt há hốc mồm trên du thuyền cách đó không xa, lạnh lùng nói, có người đặt ra ước hẹn cá cược, tôi sợ anh ta không thực hiện, các người nói phải làm sao bây giờ. Thiên đế ngồi ở vị trí cao, cũng là hạng người tâm tư linh hoạt, đối với việc đánh cuộc của vương tử Terry cũng có nghe qua, vội vàng nói, chuyện nhỏ này không làm phiền đường thiên nhân lo lắng, chúng tôi nhất định sẽ giúp anh xử lý ổn thỏa chuyện này. Đường Tuấn khẽ gật đầu, mà vương tử Terry nghe được những cuộc đối thoại này thì cả người mềm nhũn, trực tiếp ngồi trên sàn du thuyền. Lần này, anh ta thật sự muốn nhờ và cũng không xong rồi. Trận chiến này được phát sóng dưới hình thức Livestream, số người xem trong thời gian rất ngắn đạt tới một mười tỷ lượt người. Quốc đảo Đông Doanh Rất nhiều người tu hành trong giới tu hành quốc đảo tụ tập ở một gian đại sảnh, xem hình ảnh phát sóng trực tiếp thật lâu không nói gì. Qua hồi lâu, một nhân vật thế hệ trước trong giới tu hành của một quốc đảo run rẩy đứng lên, nói từ hôm nay trở đi, chúng ta rời khỏi trận hốn chiến này. Cái chết của tiền điền đối với giới tu hành đảo quốc không khác gì một trận động đất lớn, hơn nữa còn chết bất ức như vậy, làm cho những người tu hành đảo quốc ngay cả ý niệm báo thù trong đầu cũng không sinh ra được. Ở phương Tây, Ensa và bà già của gia tộc Ivan ngồi trong lâu đài cổ và đang xem Livestream. Bà nội, bà nói bọn giáo hoàng thật sự có thể đánh được người này sao?" Ensa kinh ngạc nhìn bóng người trên màn hình kia, rồi tự mình lẩm bẩm. Bà già lắc đầu và nói, "Tôi không biết. Chuyện này tôi đã thông báo cho bọn giáo hoàng, chắc hẳn không lâu nữa, bọn họ sẽ đưa ra quyết định thôi." Tại thời điểm này, gần rìa của Ngân Hà, một vật thể hình đỉnh núi đang bay chậm. Ngọn núi này là một kiện pháp khí cực kỳ mạnh, lúc này ở trong ngọn núi hơn 10 người đều ngồi trên ghế hoàng kim thánh rơi trầm tư. Trước người bọn họ, đang phát ra hình ảnh Đường Tuấn giết chết Tiền Điền Khánh Chi. Tu vi của người này quá đáng sợ, tuy rằng thông qua hình ảnh, chúng ta không cảm nhận được luồng sát ý kia, nhưng căn cứ vào một số người miêu tả cảm nhận lúc ấy, đã có thể đoán ra sát ý của anh ta có bao nhiêu lạnh thấu xương. Cuối cùng một chỉ kia đã giết chết Tiền Điền Khánh Chi, càng là vô cùng đáng sợ. Đổi lại là tôi, tôi cũng không thể tiếp nhận Tôi cũng không có biện pháp. Tôi cũng vậy. Chương 3148, anh là ai? Hai người Lexus, giáo hoàng mang theo một đám người đi tới thiên ngoại, vừa lúc nhìn thấy một người đàn ông ăn mặc rõ ràng không phải phong cách địa cầu đứng ở trong hư không, đang đánh giá núi thần của bọn họ, nhìn bộ dạng như vậy, giống như núi thần đã là của anh ta. Lexus và giáo hoàng thấy thế, không khỏi lộ ra vẻ tức giận. Toàn núi thần này là bảo vật bọn họ tế luyện rất lâu rồi, nếu như phân chia theo cấp của tu đạo giả phương Đông, đã được coi là một nửa món đạo khí, là bảo vật quý giá nhất phương Tây. Hiện tại lại có người dám nhìn trộm, quả thực là xúc phạm người có quyền thế hơn. Anh là ai? Lexus hỏi, anh ta nói ngôn ngữ thông dụng trong vũ trụ, bởi vì vừa rồi Triệu Huyền cũng nói loại ngôn ngữ này. Năm đó khi địa cầu hưng thịnh, cùng trung ương ngân hà đi lại, đương nhiên sẽ có ngôn ngữ thông dụng vũ trụ lưu truyền đến nay. Triệu Huyền vẫn đánh giá tòa núi thần này, nên tùy ý nói tinh vực kỳ lân, vạn diệu cung, Triệu Huyền. Hiện giờ anh ta đã đặt chân vào cảnh giới thần quân, Tu Vi cũng coi như củng cố lại. chương 3149, gặp qua đại nhân. Cảnh giới hơn 10 người trước mắt này, anh ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, đều là bán bộ thần quân, nhưng ngay cả lôi kiếp cũng không dẫn động, cũng chỉ có thực lực của hai người đứng ở phía trước còn đáng để anh ta nhìn. Nhưng đối với anh ta bây giờ mà nói, vẫn là quá yếu ớt. Nghe được Triệu Huyền tự giới thiệu, vẻ mặt mấy người Lexus đồng thời thay đổi. Hai năm trước, người thần đình phái thần tướng Tam Mục Tóm Thập Phương Chấn Hư Kỳ Ý đổ phong tỏa địa cầu, nhưng theo thời đại tu hành của địa cầu đến, thực lực người tu hành trên địa cầu càng ngày càng mạnh, thậm chí xuất hiện loại người tu hành bán bộ thần quân như Lexus nên thần đình cũng từ bỏ phong tỏa, mà lời nguyền thần bí ngăn cản người thiên ngoại tới gần cũng theo đó mất đi hiệu lực, giống như là có người chuyên môn ở lại bảo vệ địa cầu một khoảng thời gian. Tuy rằng mấy người Lexus có dự tính thời gian gần đây đi thiên ngoại, nhưng hiện tại đã gặp được người thiên ngoại, vẫn làm cho bọn họ kinh ngạc không thôi. Hơn nữa đối phương còn đến từ tinh vực kỳ lân, càng làm cho bọn họ sinh ra kiên kỳ. Lexus trầm ngâm một lát sau đó mới nói gặp qua các hạ chúng tôi đến từ địa cầu toàn núi thần này là bảo vật tế luyện của mấy người chúng tôi vừa rồi các hạ nói ra những lời này không thích hợp cho lắm trong lòng triệu huyền khẽ động anh ta nhìn lướt qua mấy người lexus rồi thầm nghĩ đáng tiếc mấy tên này dĩ nhiên là đồng hương với lão đường xem ra núi thần thật đúng là không thể đoạt được dù sao cũng phải cho lão đường một chút mặt mũi sau khi anh ta tu thành thần quân bởi vì tên gọi quan hệ mà từ trưởng giáo đến học trò bình thường của vạn diệu cung phân biệt đối xử điều này làm cho triệu huyền rất tức giận cuối cùng anh ta quyết định đi ra giải sầu thuận tiện tìm đường tuấn một chút xem có thể trực một đợt hay không anh ta vẫn còn nhớ kỹ tên gọi tôn giả nhìn thấy dáng vẻ do dự của triệu huyền trên mặt mấy người lexus lộ ra ý cười xem ra thực lực của tên này hẳn là không được tốt lắm mấy người vừa mới nghĩ như vậy bọn họ thậm chí còn muốn đánh cho triệu huyền một trận nhưng trong nháy mắt một luồng khí thế đáng sợ từ trên người triệu huyền bộc phát ra không gian chấn động trong mắt mấy người đều lộ ra thần sắc hoảng sợ ngay cả núi thần cũng đang chấn động giống như không chịu nổi luồng khí thế áp chế này thần quân lexus cùng giáo hoàng liếc nhau đồng thời thất thanh nói đối phương còn trẻ như vậy mà lại là một vị thần quân trên lưng mọi người đều toát ra mồ hôi lạnh may mắn vừa rồi bọn họ không có ra tay nếu không chỉ sợ một chiêu của đối phương là có thể giết chết toàn bộ bọn họ rồi. Cho dù bọn họ có núi thần tương trợ, nhưng đối mặt với một vị thần quân thực sự, thì bọn họ vẫn như cũ không có phần thắng. Gặp qua đại nhân, Lexus, giáo hoàng, còn có những người khác không dám do dự nữa, vẻ mặt bọn họ cung kính hành lễ với Triệu Huyền, thay đổi tư thái khinh thường lúc trước. Lúc này Triệu Huyền mới hài lòng cười. Trường 3150, nói một chút xem, Triệu Huyền chắp hai tay sau lưng, làm ra một bộ tư thái cao nhân, anh ta nhìn mọi người, trầm giọng nói, nếu các người đến từ địa cầu, vậy chắc chắn biết đường đi địa cầu như thế nào chứ? Sở dĩ anh ta có thể đi nhanh như vậy tới ngân hà hệ, chủ yếu là đánh bậy đánh bạ tiến vào một hành lang không gian, sau đó anh ta đã xuất hiện ở nơi này. Nhưng làm thế nào để đi đến địa cầu, thì tên mù đường như anh ta vẫn không có phương hướng. Mấy người Lexus không dám do dự gật đầu nói biết vậy dẫn đường đi triệu huyền khoát tay áo nói tôi đi địa cầu làm chút chuyện nếu như các người phối hợp tốt tôi sẽ không bạc đãi các người lexus vui vẻ trong lòng bọn họ vốn còn đang thảo luận làm thế nào để tìm được một vị thần quân đối đầu với đường tuấn không nghĩ tới hiện tại một vị thần quân lại chủ động tìm tới cửa anh ta do dự nói chúng ta có thể đưa anh đến địa cầu nhưng hy vọng rằng anh có thể giúp chúng tôi một ân huệ nhỏ triệu huyền nói nói một chút xem lexus nói trên địa cầu chúng tôi có một đối thủ thực lực không tệ mấy người chúng tôi liên thủ cũng không dám đảm bảo có thể chấn áp được anh ta hy vọng đến lúc đó đại nhân có thể giúp chúng tôi ra tay bắt người nọ giao cho chúng tôi nếu vị thần quân trước mắt này nguyện ý hỗ trợ vậy chấn áp đường tuấn quả thực chỉ là chuyện đơn giản triệu huyền nhíu mày nói thực lực của đối phương thế nào Lexus nói, anh ta cũng không phải thần quân, chủ yếu là dựa vào quỷ thuật. Triệu Huyền gật đầu, nói, được rồi, tôi đồng ý với các người. Chờ đến lúc đó tôi bắt được đối phương, sẽ giao cho các người xử trí là được. Chút chuyện nhỏ này, Triệu Huyền thật đúng là không để ở trong lòng, chân áp một tên nhóc không phải cảnh giới thần quân, đối với anh ta mà nói cùng lắm cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Mấy người Lexus nghe vậy, sắc mặt càng thêm nồng đậm, bọn họ không nghĩ tới vị thần quân trước mắt này lại dễ nói chuyện như vậy. Triệu Huyền nói, bây giờ có thể dẫn đường cho tôi được rồi chứ. Mấy người Lexus vội vàng đè nén sự mừng như điên trong lòng, nói, đại nhân tiến vào núi thần đi, chúng tôi thúc giục pháp khí, dẫn đường cho đại nhân. Trong khoảng hai ngày, anh có thể đến địa cầu. Triệu Huyền lộ ra một nụ cười, đối với quyết định này của mình có chút hài lòng. Sau khi mời Triệu Huyền vào trong núi thần, mấy người Lexus vừa thúc giục núi thần, vừa cung kính hỏi, lần này đại nhân tới địa cầu, là muốn làm chuyện gì vậy? Mấy người chúng tôi trong giới tu hành địa cầu vẫn có chút quyền nói chuyện, nói không chừng có thể làm được cho đại nhân. Triệu Huyền nghe vậy, anh ta vốn còn muốn nói chuyện mình tìm đường Tuấn ra. Nhưng trong lòng anh ta bỗng nhiên khẽ động, quyết định cho đường Tuấn một bất ngờ nho nhỏ, vì thế nói cái này không cần các người hỗ trợ, tôi là tới tìm người. Mấy người Lexus liếc nhau, cũng không nói gì nữa. Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn Hết chương 3150